Chào bạn đọc của báo Điện tử Nhân trí, chào mừng bạn đọc đã quay trở lại với chuyên mục 3 phút cùng luật sư. Và ngày hôm nay thì ngồi bên cạnh Như Quỳnh là một gương mặt rất là mới của chuyên mục chúng ta, đó là luật gia, chuyên viên tư vấn luật của văn phòng luật sư Ly và đồng sự Quốc Dũng. Chào Như Quỳnh, chào quý độc giả của báo Điện tử Nhân trí. Và anh Quốc Dũng ơi, ngày hôm nay thì cái chủ đề mà chuyên mục mình sẽ nhắc đến đó chính là chủ đề mà những trẻ em làm YouTuber. Chắc là anh Quốc Dũng cũng biết là khoảng 5 năm trở lại đây á, thì những cái kênh YouTube mọc lên nhiều như nấm bởi vì cái thị hiếu của người xem. Thì những cái YouTuber hoạt động trên lĩnh vực này á, đa số là những bạn rất là trẻ, nắm bắt được xu hướng và thị hiếu của người xem. Nhưng mà đặc biệt ở trong những bạn trẻ này á, thì còn có rất là nhiều YouTuber chỉ khoảng 10 tuổi thôi, thậm chí là còn có những bạn chỉ mới 4 hoặc là 5 tuổi thôi. Vậy thì trong cái chuyên mục ngày hôm nay thì Như Quỳnh rất là muốn anh Quốc Dũng có thể đề cập đến cho bạn đọc về cái vấn đề này. Và cái câu hỏi đầu tiên mà Như Quỳnh muốn đề cập với anh Quốc Dũng đó chính là hành động quay và đăng tải những cái video của trẻ em với mục đích là tạo kênh YouTube và kiếm tiền từ đó thì có được xem là vi phạm pháp luật hay không ạ? Theo quan điểm cá nhân của mình thì mình thấy nghề YouTuber là một nghề khá là hot hiện nay. Và theo chúng ta được biết thì trẻ em không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới thì được pháp luật đặc biệt bảo vệ từ những quyền riêng tư, từ hình ảnh đến thông tin cá nhân của trẻ. Vậy thì tính hợp pháp của các hành vi của các bậc phụ huynh khi mà đăng tải hình ảnh của con em mình hoặc là quay video để post lên các kênh YouTube nhằm kiếm tiền từ những cái lượt xem thì đây là một hành động rất là hot hiện nay. Và cái tính hợp pháp của hành vi này á, thì chúng ta phải xem xét đến hai yếu tố. Đầu tiên thì chúng ta phải coi xem xét đến cái sự đồng ý hay gọi là sự cho phép của con trẻ khi con từ đủ 7 tuổi trở lên. Cái khía cạnh thứ hai chúng ta cần xem xét đó chính là về cái nội dung của những cái thông tin hình ảnh này. Thì về nội dung này đương nhiên chúng ta sẽ không được vi phạm những điều cấm của pháp luật và phải phù hợp với chính sách của YouTube. Chính sách của YouTube hiện nay được đề cập chính xác trên kênh của YouTube, các bạn đọc có thể tìm để đọc việc này. Và đương nhiên một cái hành vi không thỏa mãn hai điều kiện, một trong hai điều kiện trên thì được xem là vi phạm pháp luật. Thưa anh Dũng ơi, như lúc nãy anh Dũng cũng có nói là những cái chính sách thì chúng ta có thể tham khảo được ở trên YouTube. Nhưng mà chắc là anh Dũng cũng thấy rồi đó, những cái bạn YouTuber nhí này á, đã có thể kiếm tiền được từ những kênh YouTube của mình rồi. Thậm chí là không chỉ kiếm tiền qua những cái video đăng tải trên YouTube đâu, mà các bạn còn có thể kiếm tiền từ cái việc là nhận quảng cáo từ các nhãn hàng nữa. Vậy thì cái mà Như Quỳnh thắc mắc ở đây á, đó là những cái em bé này á, đang dưới độ tuổi lao động, mà cái việc kiếm tiền từ YouTube như vậy á, thì có được xem như là phạm phải một cái vi phạm pháp luật là bắt trẻ em lao động dưới tuổi lao động hay không? Và nếu như mà có thì người giám hộ hay là cha mẹ của đứa bé này có phải chịu những cái trách nhiệm trước pháp luật hay không ạ? Về vấn đề này, theo quan điểm của mình á, thì căn cứ vào quy định pháp luật, một quan hệ lao động chúng ta được xác lập trên một quan hệ xã hội phát sinh từ việc thuê mướn hay là sử dụng lao động của người sử dụng lao động. Và đương nhiên việc này phải trả lương. Thì chúng ta xét đến cái việc mà phụ huynh đăng tải những video của con em mình thì mình cảm thấy dường như nó chưa thỏa mãn được một cái cấu thành của quan hệ lao động. Ngoài ra về cái việc mà các bé nhận làm quảng cáo của các đơn vị chuyên có các sản phẩm buôn bán hàng hóa thì việc này chúng ta cần phải xem xét mối quan hệ giữa các em và các đơn vị quảng cáo này. Nó có phát sinh, nó có các hành vi như là thuê mướn, trả lương cho các em mà chính các bé là người lao động trực tiếp cho công ty này. Thì nếu mà chúng ta xem xét được toàn diện cái khía cạnh đó thì chúng ta mới có thể khẳng định được đây chính là một quan hệ lao động. Còn nếu trong trường hợp chúng ta chưa đủ cơ sở để xem xét thì tôi cũng cho rằng việc này chưa đủ yếu tố để cấu thành quan hệ lao động theo quy định của pháp luật. Và cái trách nhiệm pháp lý của cha mẹ hay người giám hộ của con trẻ đương nhiên sẽ phải đặt ra trong trường hợp này. Theo quy định của pháp luật thì cha, mẹ và người giám hộ của trẻ em sẽ có những quyền và nghĩa vụ mà pháp luật quy định trong cái việc là bảo vệ sự phát triển hay là bảo vệ sự giáo dục của con em mình. Đó là những điều mà pháp luật quy định. Vậy thì trách nhiệm pháp lý của bậc phụ huynh cha mẹ sẽ được đặt ra trong trường hợp nếu hành vi của bậc phụ huynh cha mẹ không được sự đồng ý của con, hay là trái với các điều cấm của pháp luật, hay là nội dung nó mang tính chất là khiêu dâm hay là đòi trụy, một số cái nội dung mà ảnh hưởng đến quyền và đến hợp pháp của người khác, thì lúc này trách nhiệm pháp lý của các bậc phụ huynh sẽ được đặt ra. Tùy vào tính chất mức độ thì nó có thể là vi phạm pháp luật hành chính, bị xử phạt hành chính, hoặc thậm chí nặng hơn có thể bị vi phạm pháp luật hình sự. Rất là cảm ơn anh Quốc Dũng về những cái chia
sẻ của anh về vấn đề ngày hôm nay, đó là vấn đề trẻ em làm YouTuber. Cũng cảm ơn các bạn độc giả của báo điện tử Nhân Trí đã cùng theo dõi với chuyên mục Ban Quốc Hùng Luật Sư, và hẹn gặp lại bạn đọc trong những chuyên mục lần sau.